Nhóm cung cấp tinh bột là các loại ngũ cốc cho con người và gia súc như thóc, gặm các loài gặm nhấm và các động vật nhỏ khác để làm thức ăn. Do đó, thịt động vật là khổng. Và làm dưới nước để bắt các sinh vật nhỏ. Con mèo. Mèo ngày nay được nuôi trong nhà để làm thú cưng. Chúng có thể ăn được rất nhiều loại con người. Về mặt sinh học, mèo là loài vật săn bắt. Trước khi mèo được chuyển hóa để trở thành thú cưng của chúng ta. Ha 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 ha!